Hello, chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với channel của mình. Và mình là Phan Gamer đây. Thì clip ngày hôm nay theo yêu cầu của anh em, rất nhiều anh em nha, đã muốn mình làm một cái bản BVZ2 Star. Đó là một bản mới. Nó cũng giống với tựa game Phan với Zombie 2 quốc tế nha, nhưng ở đây nó cũng có nhiều sự khác biệt các bạn nha. Thì ở video trước mình đã chia sẻ và review cho các bạn về cái BVZ Star này rồi. Thì hôm nay chính là bản mình sẽ làm một cái bản để mình hướng dẫn anh em có thể chép thành công cái plan với Zombie 2 Star này nhé. Nhiều anh em comment là không thể nào mà tải link cũng như không thể nào mà cài đặt được cái BVZ Star này về để anh em trải nghiệm. Thì hôm nay mình cũng có thời gian và mình sẽ làm một cái video để hướng dẫn anh em. Thì link video sẽ ở dưới phần mô tả video nhé. Link hướng dẫn đấy, thì các bạn sẽ nhấn vào đường link để các bạn có thể tải xem và tải thành công nhé. Thì nó đơn giản thôi, không có gì khó khăn cả. Rồi, thì trước tiên mình sẽ giới thiệu về cái game này. Thì tựa game này nhé, anh em ở video trước mình đã giới thiệu rồi. Ở đây thì các cây cối anh em không phải mua bằng tiền thật anh em nhé. Toàn vàng và kim cương thôi. Anh em trong cái phần trong cái BVZ Star này, anh em muốn trải nghiệm nó đấy thì anh em cày cuốc nhá, không hack mốt anh em nhá. Đấy, không hack mốt để anh em sở hữu được những con flan này, nó chỉ bằng vàng và kim cương thôi. Đấy, nó không phải mua bằng tiền thật anh em nhá. Đấy, còn những khóa xanh này là anh em chinh phục các map các ải của bản đồ để anh em có thể sở hữu được nó này. Đấy, rất đơn giản thôi, chỉ vượt qua các ải thôi anh em nhá. Đấy, rất nhiều flan luôn. Và ở đây cả trang phục của flan này nó cũng rất đẹp luôn anh em nhé. Đây, anh em muốn xem thì nhấn vào cái giỏ hoa ở góc phải màn hình này. Đấy, trang phục customer của các flan thì khỏi chê rồi, nó cũng tựa giống như flan với Zombie 2 quốc tế thôi, không có gì khác biệt cả, nhưng trang phục của nó rất bắt mắt luôn. Và chúng ta cũng phải sở hữu nó bằng cách bỏ vàng ra mua nhé. Nó cũng rẻ thôi anh em nhé, nó chỉ mất 600 vàng là anh em có thể sở hữu được tất tần tật các con flan này, các trang phục nó nhé, tất tật luôn, chỉ mất 600 thôi. Đấy, rất nhẹ nhàng, không có gì phải mệt nhọc cả. Rồi, thì ở đây anh em tự lựa chọn cho mình nhé, trang phục nào thích phù hợp với anh em thì anh em có thể lựa chọn để anh em sở hữu nó nha. Đấy, rất nhiều luôn, tất tần tật các cây cối nha. Rồi, chúng ta xem cái phần zombie ở đây thì cái phần này nó cũng phải mua một kim cương, và kim cương của mình thì chưa có nên là mình cũng không thể mua được nhé. Rồi, còn flan food và slot của chúng ta cũng là mua bằng kẹo kim cương nhé. Khi chúng ta muốn một slot flan food thì chúng ta phải mất 85 kim cương. Đấy, rồi là slot của khi chúng ta chọn các cây cối đấy, 50 kẹo là chúng ta có thể sở hữu được, và 99 kim cương để chúng ta mở full 5 cái flan food nhé. Đấy, ok. Rồi, bây giờ mình sẽ vào test cho anh em xem cái bản flan với zombie star này. Màn Ai Cập cổ đại ở đây của chúng ta 35 màn. Đấy, còn cái bãi biển này thì nó chưa mở khóa nên là mình không biết được nó là bao nhiêu bản của tất cả các bản này. Đấy, anh em xem nhỉ. Đấy, sẽ cực kỳ hay, hấp dẫn, thú vị đây cho anh em trải nghiệm đây. Rồi, anh em ơi, mình vừa đi qua ngày 5 Ai Cập cổ đại và đã nhận được một cái chìa khóa nữa. Đây, chìa khóa đây. Ok anh em, thì mình đã đi qua ngày 5 Ai Cập cổ đại rồi và tiếp tục đến ngày 6 của nó nhá. Thì ở đây anh em nhìn xem này. Đấy, từ ngày 1 cho đến ngày 24 và ải cuối chính là chúng ta gặp robot đấy là ngày 25, thì nó cũng tương tự giống như BVZ2 quốc tế nha. Nhưng khi đi qua ngày 25 thì các bạn nhìn xem này, overstock này, EL11 này, 234, và tiếp tục chúng ta lại gặp robot này. Đấy, và tiếp tục là EMG1, EMG2, 34. Đấy, các bạn nhìn thấy sự khác biệt so với flan với Zombie 2 quốc tế là ở chỗ đấy. Các map trong bản đồ nó sẽ khác và nó sẽ
tăng dần mức độ khó lên nhé. Khi chúng ta vượt qua cái ngày 25, tức là gặp Zombot của của màn Ai Cập cổ đại đấy. Rồi, bây giờ các bạn phải từ từ và trải nghiệm dần dần nhé. Bây giờ mình sẽ đi ngày 6 Ai Cập cổ đại sẽ như thế nào, xem như thế nào nhé. Và ở đây khi chúng ta đã sở hữu được chìa khóa đấy, cứ mở từng map dần dần đấy, thì các bạn phải chinh phục hết các map đó thì các bạn mới mở map tiếp theo nhé. Rồi, ok. Và ở đây tất cả các flan level 1 khi chúng ta bắt đầu vào game nhé. Tất cả các flan level 1 luôn. Ok, cho chúng ta trải nghiệm nó từ từ dần dần nhé. Đấy, có sự bố trí khác biệt so với flan với zombie 2 quốc tế các bạn nhé. Thì các map ở đây nó khác hơn. Và cái thanh khi zombie tiến lên nó cũng sẽ khác nhé. Các bạn muốn trải nghiệm nó hấp dẫn, thú vị thì các bạn phải chơi từ level 1 các bạn nhé. Không hack bot thì nó sẽ thú vị hơn để các bạn trải nghiệm. Ôi con này nó trâu quá các bạn ạ. Mình phải cho hai cái con bông cải ở đây thì nó mới có thể tiêu diệt được con zombie, big hit zombie này. Nó trâu quá. Đấy, các bạn thấy được zombie đã lên ầm ầm, ao ao rồi. Mà chúng ta mới chỉ có mua được tí thôi. Tuy chúng không mạnh nhưng mà chúng đông các bạn ạ. Chúng lên liên tục và rất nhanh nhé các bạn nhé. Chúng lên liên tục luôn, không cho chúng ta có cơ hội để chúng ta thư giãn đâu các bạn ạ. Các bạn phải nhanh chóng mà mua cây cối và chúng ta nã zombie thôi. Không là các bạn sẽ thua đấy các bạn ạ. Rất đơn giản thôi nhưng mà các bạn cũng phải biết cách mà tấn công zombie nhá. Nó lên từng đợt các bạn nhé. Không cho chúng ta thời gian đâu. Đấy, từng đợt luôn. Và đây khi chúng ta đi qua ngày 4 này các bạn này, cái 4 Ai Cập cổ đại là chúng ta sẽ nhận được cái ba cái power up này để chúng ta giết zombie nhá. Ui nó đông quá các bạn này. Mãi chém gió với các bạn mà bây giờ nó lên đông như thế này đấy các bạn này. Mình phải dùng cái này để tiêu diệt nó thôi. Ui nó đông quá. Chết rồi. Nó ăn mất cây cối của mình rồi. Không có cái flan food nào các bạn. Chết dở. Giờ làm sao đây? Đừng thấy zombie bình thường mà chúng ta khinh thường nó nha các bạn nha. Đừng có khinh thường nó. Nó cực mạnh đấy. Đây chúng ta sẽ đào cái này đi và dùng cái visitor đây. Cái thanh zombie này nó chạy gần hết được các bạn ạ. Ui chúng lên đông quá các bạn này. Giờ làm sao đây? Bên này thì mình thừa cơ hội để thắng, để tiêu diệt chúng. Còn bên này thì bị chúng ăn tới tấp, dồn dập các bạn ạ. Gần hết cây cối của mình rồi. Mình phải cho quả mình khoai tây ở đây. Giờ mới hiện lên phần 5 phút các bạn ạ. Còn đợt cuối nữa các bạn nhé. Chưa hết đâu, còn đợt cuối nữa. Zombie sẽ lên rất đông và nhiều đấy. Mình phải lấy băng. Ui cái băng này rất nguy hiểm các bạn nhé. Có thể băng được một phát hai con zombie luôn. Phát hiện mới các bạn này. Flan với zombie 2 quốc tế thì nó chỉ băng được một con thôi, nhưng ở đây nó băng một phát hai con luôn. Đấy các bạn xem, mình sẽ test lại cho bạn xem cái con này nó băng một phát hai con zombie luôn các bạn này. Đây, cho bạn xem này. Đấy các bạn nhìn xem, băng không phải là hai con đâu mà ba bốn con các bạn nhé. Này, quá khủng khiếp, quá kinh ngạc luôn các bạn ạ. Thôi phải flan food thôi các bạn ơi, nó mạnh quá các bạn ạ, đông quá. Không, mình không thể nào mà chống đỡ được các bạn. Khi cái băng này chúng ta vớt xuống nha, thì nó sẽ băng được rất nhiều con luôn khi ở gần nó các bạn này. Lạ chưa? Các bạn thấy lạ chưa? Kỳ lạ chưa? Hay ho thế nhỉ? Cái băng này cực kỳ rất công dụng đấy các bạn ạ. Khi chúng ta dùng vào flan với zombie 2 star này, nó rất công dụng luôn. Đấy, chúng ta có một cái để phòng cho zombie không tấn công dồn dập nha, bằng cái băng này. Thì chúng ta thả nó xuống và nó không mất ngay các bạn nhé. Chúng ta thả nó ở giữa này nó không mất ngay. Hình như cái băng này nó flan food các bạn, mà ở đây nó không hiện flan food đâu các bạn, chỉ level 1 nhưng mà nó đã băng được ở từ xa này các bạn này. Đấy, các con zombie ở gần nó càng gần bao nhiêu thì nó sẽ băng được tất cả các zombie ở gần bấy nhiêu nhé các bạn nhé. Hay là ở cái chỗ đấy thì flan với zombie star là chúng ta có bản trải nghiệm khác biệt so với flan với zombie 2 quốc tế là chỗ đấy. Thì các bạn phải nhanh chóng mà tải nó về để các bạn trải nghiệm nhé.
Video hướng dẫn sẽ ở dưới phần mô tả video. Các bạn mà chưa biết cách làm đấy thì có thể xem video hướng dẫn để có thể tải thành công. Đó, thì hôm nay mình làm video về phần lan với zombie 2 giờ ta đến đây là kết thúc rồi. Nếu bạn thấy hay hãy cho mình một like, xem video cho tất cả mọi người cùng biết và đừng quên nhấn đăng ký để không bỏ lỡ những video mới nhất từ kênh Phan Lan Gamer nha. Rồi bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Chúc tất cả các bạn thành công.